MV tên là Đoán Xem, để mà debut với vai trò là rapper. Và bạn cũng vấp phải rất là nhiều ý kiến trái chiều. Và sau đó thì chúng ta phải hứng chịu một cái đợt giãn cách vô cùng dài của dịch Covid. Và đến tận bây giờ thì năm 2022 thì Mai Ngô đã quyết tâm cùng với lại ekip của mình để làm một MV mới, để có thể đem đến cho mọi người ngay tại khu 13 ngày hôm nay. Và đó là cái nỗ lực mà Dustin nghĩ là rất là xứng đáng được công nhận. Vậy thì bây giờ mọi người đã sẵn sàng để chúng ta hãy cùng chào đón MV KML của Mai Ngô ngay bây giờ tại khu 13 chưa ạ? Are you ready? Và bây giờ sẽ là MV KML. Can I say it? It's my call. Mai Ngô xin chào tất cả mọi người ở đây và anh chị báo chí, cũng giống như là mới rất là vui khi mà mọi người đến đây cùng vibe với Mai, cùng rất là hip hop và swag. Và Mai hy vọng là Mai đã truyền cho mọi người được một cái năng lượng gì đó, và hy vọng là mọi người sẽ đón nhận cái sản phẩm KML này. Cái năng lượng gì đó là cái năng lượng gì vậy? Cái gì đó đó. Rất là KML. Yeah, you know it. Mọi người biết mà. Yes. Tất cả mọi người ở đây là vì chúng ta là những người bạn, và chúng ta là những người ủng hộ cho đồng nghiệp như Dustin đây. Và Dustin thấy được sự trưởng thành của Mai Ngô và chúc mừng em. Yes. Yes sir. Và bây giờ Dustin cũng xin được phép mời lên đây những người mà đã cùng với lại Mai Ngô để tạo nên MV KML. Đầu tiên là Mai Ngô, tiếp theo xin được phép mời producer, rapper Devilman Taiyo. Tiếp theo xin được phép mời DOP của MV KML, đó là Pha Châu Trần. Và cho Mai Ngô chia sẻ về quá trình mà thực hiện cái MV, những cái khó khăn mà bạn đã gặp phải cùng với ekip. Underground. Nên là cái gì mà mình làm được mình sẽ làm tốt. Và trong cái MV này mình là người sản xuất, cũng giống như là editor. Một phần có editor và mọi người thấy sao ạ? Có ok hả? Dạ thì quá trình sản xuất của MV này diễn ra cũng rất là lâu rồi đó, mình không có. Và mình sản xuất trong cái khoảng thời gian tháng. Yeah. Một tháng để chuẩn bị trang phục, makeup, quần áo, diễn viên talent. Và đó là tìm cái đội ekip của mình. Rồi mình, là sao mà mình tìm được tới ekip của mình? Ví dụ như là Pha Châu Trần, bạn có liên hệ như thế nào? Dạ, yeah, anh Pha là một người rất là nổi tiếng thời điểm đó. Tại vì với lại cái hit của anh Vinz. Thế là Whiskey Oil à mọi người. Nếu mà ai xem cái MV đó thì mọi người sẽ biết đó là cái thành phẩm Pha làm. Vậy Pha ơi, không biết là lúc mà Mai Ngô liên hệ bạn đó thì bạn có thể kể lại cái kỷ niệm đó và tại sao bạn quyết định đồng ý nhận lời để hỗ trợ Mai Ngô? Cho anh Lê Văn Trường ở đây nữa, anh đạo diễn đang ở nhà Nha Trang rồi nên là không thể nào gặp được mọi người. Thì anh Lê Văn Trường và Kayo đã liên hệ Pha để làm cái dự án lần cho Mai Ngô này, thì Pha cũng bất ngờ thôi. Nhưng mà mình rất thích anh em hip hop trên bờ đài. Yeah. Hip hop là support. Thì Pha sẽ đóng góp một cái tích gì đó vào hip hop Việt mình để nâng tầm hip hop mình đến bước xa ra thế giới. Yeah. Ok, cho nên xin được hỏi Taiyo nha. Vì mình biết là trong thời gian vừa qua là thời điểm mà dịch bệnh cũng gây rất là nhiều khó khăn cho chỉ các chị em nghệ sĩ và rất là nhiều ngành nghề nữa. Thì tụi mình đã phải hold back lại cái dự án này trong một năm. Thì không biết là lúc đó cái cảm xúc mình đang ngùng ngùng là bây giờ thì khi mà mình debut lại thì bạn có cảm thấy là nó không còn như ngày xưa không? Riêng bản thân cảm xúc của bạn và ekip. Trước tiên là cho Taiyo xin được gửi lời chào đến các vị khách mời quý báo chí và anh em Hip Hop Underground đây ạ. Để trả lời câu hỏi của anh Dustin thì bản thân của em không cảm thấy dự án này là một dự án cũ. Tại vì
cái chất nhạc của Mai và những cái màu âm nhạc hip hop mà Mai hướng tới là nó ở quốc tế. Nó em cảm thấy riêng bản thân em, với cá nhân em cảm thấy là nó không phải là mở hoàn toàn ở thị trường Việt Nam, và nó muốn là một cái gì đó xa hơn, cho nên em không nghĩ là cái sản phẩm này nó cũ, em vẫn nghĩ là nó phù hợp với thị trường âm nhạc hiện tại. Yes, tôi sẽ cũng nhận thấy là mọi người cũng biết Mai cũng xuất phát với cái MV debut là Đoán Xe hoàn toàn là rap bằng tiếng Anh. Và bây giờ thì bạn cũng cố gắng có thể rap thêm tiếng Việt. Vậy thì bạn có nghĩ là trong tương lai thì cái việc mà rap tiếng Anh nó sẽ là một cái xu hướng, tất cả các bài rap sau này thì xu hướng sẽ là tiếng Anh nhiều hơn không? Mình tương đương sản xuất một sản phẩm thôi thì mình mới thấy được những thị trường hướng tới và có người nghe, và mình muốn hướng tới nhiều người, số đông của mình khán giả hiện tại vẫn là người Việt Nam, nên là mình nghĩ là cái thế mạnh của mình đã là rap tiếng Anh, nhưng mà mình sẽ hoàn mix Việt Nam để cho mọi người có thể nghe nhiều hơn, và hy vọng là mình sẽ đón nhận Việt Nam. Chính xác không? Sản phẩm sắp tới sẽ là có sự hòa trộn giữa rap Việt và rap tiếng Anh. Đức sẽ còn được biết nha là từ đây là tháng 3 thì ekip của Mai Ngô cũng sẽ cho tung ra thêm nhiều MV nữa, mỗi tháng một MV. Yes, bạn có thể chia sẻ hơn đó. Đó là dự án tại sao mình hôn lại sau một năm, tại vì mình chọn thời điểm này đó là thời điểm mà mọi người bắt đầu hòa đồng tình quyết cuộc sống bình thường, hay là bình thường mới. Mọi người vẫn đi, vẫn lấy khẩu trang nhưng mà vẫn có thể là đứng gần với nhau, là bắt đầu ba lớp bắt đầu trở lại. Thì Mai nghĩ là cái thời điểm tốt để mà okay, vậy là những tháng tiếp theo thì Mai có thể bật mí cho khán giả và các bạn bè là Mai sẽ ra những sản phẩm gì? Cái này thôi là để mọi người đoán xem đi. Để mọi người đoán xem đúng không? Sẽ là những cái hơn và hơn thế này. Ok, một câu hỏi của Dustin nha, xong sau đó Dustin muốn mọi người cũng sẽ giơ tay để đặt câu hỏi hoặc là gửi những cái lời chúc mừng đến Mai Ngô cũng được. Ok, vì Dustin biết là bạn và ekip có cái dự án này là dài hơi, mỗi tháng của MV đồng nghĩa với việc bạn sẽ phải đầu tư rất là nhiều tiền. Vậy thì không biết là Mai Ngô có thể chia sẻ làm sao bạn có thể có được cái khoản đầu tư mà nó đủ để trong cái dự án dài hơi đi, bạn là một ca sĩ debut độc lập, một rapper debut độc lập. Cái nguồn income lớn nhất đó chính là từ mommy. À, từ mommy. Thế ở cái mẹ đây không? Mẹ ở đây không ạ? À? Mommy ở đây không ạ? Mai muốn gửi lời cảm ơn tới mẹ, tại vì mẹ luôn là người support Mai trong mọi lĩnh vực. Tại vì mọi người thấy rồi đó, cứ 3-4 tháng hoặc là 3-4 năm Mai sẽ switch cái vị trí từ người mẫu sang diễn viên sang là bà ta sắp tới nữa. Nhưng mà mẹ Mai rất là kiên nhẫn chờ đợi và đầu tư cho Mai, và Mai rất là ủng hộ mẹ. Cảm ơn mẹ vì đã thân hiểu. Gia người ta nói là không có đại gia nào bằng đại gia mẹ. Nhưng mà bên cạnh đó, mẹ con không đủ, phải có sự support của rất là nhiều người, mọi người, những anh em, cộng đồng. Và giống như anh Kha vậy, rất là cảm ơn anh Tiên Kha, cũng giống như là những người trên trường, cũng giống như là tất cả các bạn talent, những người đã hỗ trợ Mai cho MV thật mọi người. Yes sir, yeah. Các bạn rất là dễ thương, học nhảy một tháng nhưng mà không có thời gian quay nhiều á, nên là rất là ít. Nhưng mà các bạn vẫn rất là vui và support Mai. Và Mai rất là cảm ơn các bạn Lona, Nhất, và Kim, yeah, hỏi một tràng pháo tay dành cho ekip và những người bạn đã support Mai Ngô. Và bây giờ rất xin chào. Ok, và không biết là mình còn câu hỏi nào hay là một cái lời chia sẻ nào, xin mời bên kia mình muốn nhưng mà được thì con phải gửi luôn nha. Hello Mai Ngô. Đầu tiên thì chúc mừng Mai Ngô về sản phẩm MV rất ấn tượng hôm nay. Thì đầu tiên là cô có hai câu hỏi hỏi thứ hai. Là câu hỏi thứ nhất là sau cái khoảng thời gian cũng khá là nhiều đóng băng như vậy, thì Mai lấy được cái nguồn kinh phí như thế nào để mà thực hiện cái MV? Rõ ràng nó không có là rẻ như là thế nào. Và cái con đường âm nhạc sắp tới của Mai Ngô là cụ thể là như thế nào, bạn có thể chia sẻ?
Và câu hỏi thứ hai là trong thời điểm này đó, khi mà nhà nhà đều đang phóng drama trên mạng xã hội đó, thì cái drama đó là chắc là bạn cũng biết drama rồi, thì bạn có sợ khi mà ra mắt thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái review hoặc là cái thành tích kiểu như không có gây được ảnh hưởng đến cái tổ chức của các sản phẩm của bạn không? Cảm ơn bạn rất nhiều. Em xin cảm ơn câu hỏi của anh và xin trả lời từ câu hỏi. Câu hỏi thứ nhất đó là kinh phí ở đâu để mà mình có thể duy trì được? Cái hồi nãy em có nói rồi đó là từ đại gia mẹ. Gia mẹ là nguồn kinh phí dồi dào nhất từ trước đến nay. Và ngoài ra đó là sự support của anh em nữa. Và hai rất là cảm ơn vì điều đó. Để mà trong thời điểm hiện tại có rất là nhiều drama thì thật ra là drama nó có một ngày không có này nữa khác. Vì Mai là thì Mai sẽ làm và Mai sẽ ra mắt MV ngày hôm nay cũng giống như là mỗi tháng một cái MV để mà mình chạy hết cái MV của mình. Yeah, just one. Don't care. Đúng rồi, việc của mình cứ làm thôi đúng không ạ? Do my thing. Có ai có một câu hỏi không ạ? Một lần tôi xin thấy hồi nãy dưới đây có xin cảm ơn vì đã theo dõi kênh Bí Mật Vbiz. Chúc các bạn những ngày tốt lành.